chuẩn bị Minh Quy đi, đi đám hỏi Minh Quy thôi. Thank you.
Hai bên gia đình. Thank you.
Làm cho tao quay phim nghề cho tao cũng lắc. Nhắn tin hỏi là quay MV hả chị? Hoang mang Hồ Quỳnh Hương quá à. Tôi ghi á, không, hôm nay là đám hỏi của anh đi. Tôi ghi gửi cho anh phần 3 kết thúc cái hậu. Happy ending đồ. Mọi người ơi, đang quay phần 3 tôi gửi cho anh đó mọi người ơi. Chuyện nắng mưa là sao vậy? Giờ là đang nắng hay đang mưa? Giờ đang lâm râm hả? Thank you.
sao tán bây giờ chứ bất lắm. Phải cầm iPad nhưng phải cầm máy quay phim nha. Giới thiệu là vàng chạy ra chưa đó. Cái đó là thành là Vũ là anh Minh Quy nè, chị Quỳnh Anh bên đàn gái nè, chị Mui bên bên đàn là gì không biết, chị Mui bên đàn giữa. Rồi nhìn thẳng đó nè, 1, 2, 3. Lầy đi chứ. Giờ lại 1, 2, 3, bào lầy. Hùng hậu quá. Hết đi, hết rồi. Thêm một vài vô đi. Rồi, nhìn thẳng con nha. 1, 2, 3. Rồi, lần nữa. Mặt lùi xuống mặt. 1, 2, 3. Ok, xong. Ai cũng nghiêm túc. Quả đâu giờ chả quả lại giờ lấy này. Mình qua sắm nhà lá bên đây đi nha. Anh Quy, anh có năng cảm xúc anh hôm nay như thế nào? Con phố đã lên đèn, lên đèn. Mẹ nó bị mớm mớm mẹ nó chỉ có cái đường phố để vậy nó. Quay lẹ đi đó nè. Mặt cái này cái mặt có một tóc. Anh Quy. Hát đi Quy. Rồi mới đọc rất hay hiểu chưa? Chị Môn đi, chị có chị Môn thế nào? Cảm xúc chị Môn ngày hôm nay ra sao? À, cảm xúc chị hả? Đi quay MV thôi mà, thì đi coi nó thôi chứ có gì đâu. À, MV cũng hay. Ừ. Sao chị mua sáng nhận cho anh cái kem. Rồi? À, quay MV thôi. Nhỏ bé chơi, cô My đâu? My xíu nữa qua. À. Chị Quỳnh Anh. Đừng quay sáng mặt chị. À, nghe đoàn năm nay chị Quỳnh Anh bóc được cái bao 5 Bữa sao tới Quỳnh Anh á? Cái bao đó đã chuyển sang chị My rồi nha. À, chứ không còn chị Quỳnh Anh. À, bán cái à, hay lắm. À. Chị Quỳnh Anh là nó dữ dội quá, cái bao 500 ngàn chưa thấm gì hết. Năm sau là 2 tờ 500. Vàng 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 vàng, nhà gái mình xuất sắc quá hả? Bạn nét bạn sợ hay sao mà hôm nay bạn không bưng bụng?
bạn nét đi làm nên phải tranh thủ. Anh Đạt sau ngày hôm nay anh có cảm xúc như thế nào và anh có muốn là cái MV đang cầm điện thoại đi qua chứng và trong đầu anh có ý tưởng để lên một bài hát mới để tặng cho My và Khánh không? Anh nói rồi My Khánh không chịu tặng cho mẹ, kêu cứ đi thiệp bình thường đi. Ông này ông ngại gì á, thì có gì? Sao anh nói vậy chứ ngại gì đâu, có nhiêu đó à. Hai con kia đang làm gì vậy? Còn hai kia còn làm gì vậy? Hai con kia làm gì vậy? Đó, mọi người thấy cái ai người kia chưa? Trốn không biết làm cái gì. Quen quen chị Quỳnh Như hả? Hả? Chị Quỳnh Như á. Quỳnh Như hả? Ờ. À. Biết. Ủa Quỳnh Như nói anh, ủa anh biết Tuấn hả? Không có, anh kêu chị My. Tuấn kêu bên Khánh, anh kêu chị My. Có gặp mấy lần. À. Hình như một bữa có nghe nó nói. Ôi, giờ lâu rồi, trời nó hỏi. Dạ thấy nó đi du học bữa đó. Vô cái nữa để cho tôi ngồi chứ. Thôi uống đi, em ra ngoài. Ủa tôi phải ngồi gần ông hả? Tại sao? Tại sao? Mấy đứa cãi nhau vậy, mấy mốt hay cưới nhau. Thì nhớ có ghệ rồi má. Im. Bên kia đang chị đi tấu, bên này nhè ngồi quá. Thì uống đi, cho nó uống. Này. Hello. Người có lẽ là anh Phương thân cận nhất với má Năm và bạn Voi. Thiệt là hoang mang. Anh Phương có cảm xúc thiệt là hoang mang hôm nay. Thật sự là anh cũng đang rất là hoang mang, mọi người rất là hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh có muốn gọi gì đến mọi người không? Cảm ơn anh. Là vui. Cảm ơn anh. Rất là vui. Anh Minh Huy ra đọc phỏng vấn. Sao mặt chứ mình coi sao á. Rồi anh Huy, anh có muốn nói gì không? Anh nói đi. Ủa anh phỏng vấn tôi không, nói, tôi nói chỉ hỏi anh muốn nói gì không thôi chứ không có phỏng vấn anh. Anh muốn nói gì anh nói mẹ đi. Nói đi. Không mẹ. Anh nói mẹ một lần nữa rồi. Để tôi đi chỗ khác tôi quay tiếp. Ủa anh tìm iPhone của anh sao? Ở OPM. Nằm đường gì? Đúng rồi. Nghe nói là anh mới phá sản mà. Gì má. Lộn lộn. Má bỏ tiệm cũ và mở một tiệm mới. Thì anh có ý kiến gì về nếu mà iPhone 8 được ra sắp tới? Tự quay kết thúc đi. Cái gì nữa mà quên. Nói xong rồi nói đi. Tiền mới của anh ở đâu vậy anh? Mới của anh ở đâu em giới thiệu cho mọi người biết tới chứ. Mời tiền của mình đi ở thành phố 3 xem một cái hành thái từ 1. Không, từ 1, 2, 3, tiền anh ở đâu vậy anh nói đi. Cái gì? Anh nói đi, tiền anh ở đâu? Rõ ràng. Bao nhiêu được xem rồi, chữ bao nhiêu được xem rồi. 519 rồi anh là được chưa? Ghê vậy, lẹ luôn hả? Ừ. Lẹ đi. Đang lấy chim luôn hả? Ừ. Mày câu like dữ quá. Đang lấy chim chứ rồi em nội.
Tiệm quán ở đâu? Tiệm quán ở đâu? Dán 43 sạc 1H, Thái Phường 4, quận 10, sát bên công an quận 10 nhé. Đó các bạn, nếu quan trọng là sát bên công an. Anh cho em hỏi là cái đồng hồ của anh đó là anh có bán không anh? Có em. Có không anh, nhiêu anh? Còn phố đã lên đèn mà lên đèn phải xuống phố để chạy ngón chứ không cái đầu phải học số. Để đi. Gọi tên em chi các bạn đang quên thoại các bạn. Ừ, đang nói tiết tấu nó hơi bị trì đấy. Đang đọc lại kịch bản để đáng quay tiếp. Hỏi live stream xin người. Cô đang quay hả? Trời ơi, làm tờ giấy hỏi anh. Xin mời chị tiết tấu rồi. Đang nó nằm chắc đi thay xa rê. Đang chia quả nên hơi trì tiết tấu. Mọi người cứ comment thả tim, thả giận dữ với thả cũng được. Ủa? Lấy hùng gì á, bỏ linh. Ủa cái tiền cũ gì bỏ hả? Tiền cũ là bỏ luôn. Lấy lại rồi, bên mất phải. Chị đại luôn hả? Đại dẹp luôn hả? Ừ. Trời. Rồi giải tỏa mà em. Em thấy nguyên cái chạy đó nó đâu có bán được đâu. Anh đang hùng với anh Quy mở tiệm khác. Tiệm gì? Tiệm khác. Tiệm khác nữa hả? Ừ. Về. Hùng với Quy hả? Tiền. Tiệm tên là Vợ Hai. Vợ bé. Ủa mà quán mới điện thoại mà quán nhậu đặt tên Vợ Hai. Mà tiệm mới hoành tráng hơn. Không. Mà khách sạn đi. Chị ba. Giờ cho hồi giấy dán không đi. Ủa? Sao cái giỏ này mới quá vậy? Thôi mọi người đang mở champagne đúng không? Champagne. Champagne của Coca-Cola. Thôi là chú uống rượu mà ha, con còn quậy gì đó. Chết rồi.
chừng nào cưới anh Thành. Nó đem để anh chạy lắc hoài hết luôn. Ok, vô. Yeah. Mặt cái thằng này như con bánh bèo quá. Ok. Hello. Say hi. Yeah. Say hi. Nương sắc quá. Anh Ken bén quá. Hai người sắc bén quá. Chết tôi luôn, làm cục nữa đi. Rồi, năm sau có kế hoạch rồi. À, kế hoạch rồi nha. cho lên Sài Gòn rồi. Cái đó là ai dành nhiều là người đó dành quyền á. Cái gì khóc lắm chứ đang quay bên đây. Có sống không? Ngồi tí mà bạn ơi, mệt quá. Thôi vậy bữa nào chị Cẩm á chạy lên Sài Gòn đi ra tiếng. Sắm vụ này đi, tại bữa giờ lo vụ này. Đấy lại chim chưa bỏ nữa hả nè. Pin nó lại chim hết pin luôn mà. Mấy bạn coi nè, sắp hết pin rồi đó. Nhanh lên, coi nhanh lên, xe nhanh lên, hết pin rồi. Xe nhanh lên. Em đi du lịch, đang live stream trả lời cái đầu mà du lịch. Thôi anh mỏi chân quá, ngồi chỗ quay. Sao đây là tiết một chả quả? Cầm giùm cái này đi. Cái gì cầm giùm nữa hả? Đây, cái này gọi là live stream của live stream nè. Đó. Live stream của live stream. Của bà hạng. Khoảng hai mấy rồi tắt. Mấy thằng nó vô duyên vãi luôn, đúng luôn á. Chả quả nhà trai ơi. Chả quả kìa, ai tao vị trí kìa quý. Vị trí cái gì nè. Vị trí kìa. Tao quýt nhẹp vô nội. Cái này cũng trả, cái này chưa có. Bữa nay đâu có hẹn không? Trả luôn. Không trả đâu. Không trả đâu. Bưng
Mình làm kiểu gì rất rất nha. Nam kìa. Ba quan đang để quả rồi. Nhà trai kìa, nhà trai đó. Bỏ bộ chưa? Nữ nữ chứ đi. Nữ chứ hả? Vô đi. Rồi vô 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 lẹ thì tính luôn đi. Vô vô. Rồi lùi lùi xuống mọi người ơi. Mọi người lùi xuống. Mọi lấy hình mọi người ơi. Tính chi đi, tính chi đi. Người đàn ông cao nhất Việt Nam. Làm cái nào 22 nè. 22 à. Rồi, đổi kiểu. Đập ở đây một cái cưới chút mình. Đổi kiểu, đổi kiểu. Chỉ trời thôi gì đó. Cái sexy hả? Cũng về mà. Rồi đổi kiểu. Ờ giữ bi. Vô chuẩn bị. 1 2 rồi nhìn thấy 1 2 3. Rồi đổi kiểu. Cái gì lạ lạ. Thấp xuống, thấp xuống, thấp xuống, kẹo vô chú rể, thấp xuống. Vô 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 mình được vô luôn đúng không? Vô được vô không? Đây. Rồi, nhìn thẳng đây nè. 1 2 3. Rồi thôi ra. Không có thật đâu mọi người, đừng có tin. Rồi cắt. Cắt. Đổi phân đoạn. Rồi lên xe luôn. Ui, nhìn vô trong kia luôn. Mà đi vô trong kia luôn. Anh vẫn còn quay em à. Người anh đẹp gái quá, sao mà chừng anh không chịu cưới theo mà quay bạn này nè, đó. Không, quay bạn bây giờ rồi, quay bạn. Quay bạn. Phía sau một cô gái, đây là phía sau một cô gái. Nãy giờ mấy bạn có thấy mấy cái máy quay nào không? Chỉ có máy chụp hình thôi, không có máy quay. Vô chụp hình đi. Vô chụp hình đi. Quỳnh Anh đâu rồi? Áo chiêu. Kêu Quỳnh Anh đi đâu? Quỳnh Anh đi hẳn giọng kêu ở trong phòng á. Quỳnh Anh ơi. Vô. Có đám vô chụp.
Đi đám mình vô chụp với bà anh Tám. Thẳng thẳng hả? Thẳng đi nha, 1, 2, nhìn đây, 1, 2, 3, 1, 2, 3, lần nữa. Rồi, 1, 2, nó nói là đây, 1, 2, 3, luôn. Rồi, chị ơi. Từ bà nói. Rồi, 1, 2, 3, ok. Vô, mình vô. Vô. Cái này nhanh quá. Vô. Hôm nay chúng tôi miễn phí buổi chụp hình này. Vô. Đứng vô. Rồi đẹp rồi. Vô. Đẹp được hình này. Đây ta đi. Cái gì bà nội? Mẹ sướng quá. Sướng chứ. Đây nhẫn nha. Thôi nhìn thẳng đây nha. 1, 2, 3. 2, 3. Rồi ra. Diễn như không diễn. Các bạn thấy không? Đạo diễn rất tự nhiên. Và bây giờ là họ đang diễn là nghi ngờ là cái này có phải thật không thế này. Họ diễn quá hay. Biết bao nhiêu tiền để tốn trong cái phim này. Máy quay thì chúng tôi không bao giờ có máy quay. Chúng tôi đặt máy quay lén không. Ví dụ như đặt trên cây quạt. Diễn quá hay. Anh đang hoài nghi tất cả mọi thứ. Ăn ngôi đói bụng. Bún quả kìa đó. Phải từ từ cho Huy Huy theo vô. Sô-cô-la hay vậy? Đến đâu cục đấy. Đi kỹ trong kia luôn đi.
Tự nhiên gái lên xe luôn hả? Không biết nữa. Đâu có đâu, nhìn gái lại mà xong rồi. Đâu, cô kia vô trong nhà bên kia, còn làm cái lại sao bên kia nữa. Chưa, chưa, con chụp tắm. Rồi, trời ơi, xuất sắc quá. Rồi, có mình còn lại chim sống sót tới giờ rồi. Biên châu vải. Đi. Quý, ra nó chụp chung hai cái trời. Thắng, chụp chung nguyên đám nha. Dạ sơn. Cưng anh chụp kìa. Em chụp cho. Đi lên liền vậy. Đâu? Bà đi dung xe luôn đi, ngồi kéo hạ tiếng. Dục con luôn rồi nè. Trời. Chú Phương cầm con đó chú Phương. Chú Phương. Anh Phương chụp đi. Rồi, nhìn đây nha. Một. Má ơi, nhìn đây sáng, kỳ lắm. Rồi, một, hai, ba. Ờ vậy mình em lên xe mình đi. Mình lên xe mình. Vậy lên Sài Gòn hả? Đâu vô trong nhà hàng. À vậy hả? Ờ vô đúng rồi đi vô. Vô mấy năm? Một khách đi em đi. Sau 4 năm. Gửi cho anh đã đơn qua gì à? Kết chai. Các bạn ơi hãy chờ 18 năm nữa. Ủa vậy em phải lên xe nhà trai luôn hả? Đi đi, tụi ta đi vô mấy vòng, còn xịt là đi bỏ vô không được. Không, thì bây giờ vòng là tại vì người một người qua bên này thì mình thấy có một người bên kia. Con mua nó đi về vậy nè. Đâu, có bao nhiêu người coi đâu? Có 302 người coi à. 3 ngày nay. Thôi bây giờ chúng ta hãy đi về ngủ đi. Cái chương trình mà quan trọng nhất là xong rồi. Quen chưa xong rồi các bạn ơi. Ừ, rồi. Bây giờ là chúng ta đi ăn nhậu. Còn chỗ không? Quỳnh Anh đi bệnh đi Quỳnh Anh. Ở đây còn chỗ không? Còn chỗ không vậy? Hết chỗ rồi. Thôi mà đi bộ đi. Xa lắm á. Còn rất xỉu. Chợ đâu nhiêu người coi đâu, có 306 người coi à. Ở đây là anh Phương đi, mẹ Phương ấy. Nhưng mà tại vì mình quá trời người à. Anh Phương anh Phương vô vô đóng, vô đóng lại. Đóng luôn kìa. Để nói anh Phương mình vô mình ngồi chơi. Chú Phương lát quay lại đón mẹ con nha chú Phương. Đã luôn đủ xe mà. Đủ chỗ hết rồi. Ngồi với em nữa. Ôi nên đây ngồi. Thôi, anh đứng còn quay à. Thôi em là của voi voi. Đây còn tấm hình đánh bài nè nhớ không? Bài vậy? Đánh bài hả? Bao nhiêu còn bài ơi. Bây giờ phân cảnh mà trong nhà đã xong rồi. Giờ chúng ta đi tìm một đặc địa điểm khác để quay MV tiếp tục nha. Thôi bây giờ mình quay vô trong. Lấy nữa ta ăn lại tấm hình của bài nhé. Đây. Bước vô lễ đài. Mọi người đi hết rồi. Còn chị Quỳnh đang ngóng trông. Dõi theo bạn tôi nó đi lấy chồng rồi. Giờ tôi quay không biết. Con bạn không khóc, bạn đi đám cưới không khóc, con đi bưng quả khóc. Xàm cái đất luôn á. Trời tháng quỷ nó cười nghe. 12 giờ đêm nó không ngồi nó nằm tóc.
Mình có quay ra nữa coi. Đẹp mà có gì đâu. Ba cái con dạy phụ á là 3 giờ dạy. Cảm xúc đang kìm chế biết giờ nó mới dậy. Nguyên đêm không ngủ được luôn á. 12 giờ ngồi làm tóc cho bà Moon. Trời ơi, 2 giờ làm tóc. Tóc bà Moon nè, tóc bà Moon giờ cháy như là lông chó vậy đó. Chó xù. 2 giờ mới ngủ mà 3 giờ là phải. Ủa rồi chốt rồi hả nhanh vậy? Nói nó là bấm tóc 1 phút như vậy. Chế chứ đi chung chế. Nguyên một cái đầu giống như lông chó vậy đó nè. Đó, đó thấy không? Mẹ. Phải đóng cửa nữa mà. Tắt đèn chưa? Ôi, tắt đèn đó mình có tắt con gái. Con gái vui mình phải cửa vậy. Dạ dạ. Thôi mọi người mình tạm ngưng tới với mọi người chút nữa qua tiệc mở coi tiếp. Lát khi nào mà tới cái phần mà lăn xê nhảy nhót rồi mình lăn.